vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 9 năm 2021, tại cây cầu vượt Đèo Rù Rì của tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Một chiếc xe tải chở đầy hàng hóa đã bị lật ngửa khi ôm cua vào thành phố Nha Trang. Rất may, lái xe chỉ bị thương nhẹ. Tại hiện trường, chiếc xe nằm lật ngang tại đoạn cua dưới chân cầu vượt Đèo Rù Rì, khiến hàng hóa văng ra khỏi thùng xe, nằm vương vãi, ngổn ngang trên đường. Riêng phần cabin của xe bị vỡ vụn kính chắn gió. Rất may, lái xe kịp thời thoát thân nên chỉ bị thương nhẹ. Theo người dân chứng kiến cho biết, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe tải chở đầy hàng mang biển số 76C11450 lưu thông theo hướng Nam Bắc. Khi đến đoạn đường ôm cua vào phía bắc trung tâm thành phố Nha Trang, do xe mất lái khiến xe bị lật ngang. Thời điểm xảy ra tai nạn rất vắng vẻ, do đang trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên không gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác. Hiện vụ việc đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.